Từ rất lâu, khán giả yêu thích phim Hoa ngữ đã quá quen thuộc với các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết. Có những bộ phim trung thành với nguyên tác, nhưng cũng có những bộ phim có sự thay đổi đáng kể về cốt truyện, đồng thời cho ra đời rất nhiều các phiên bản khác nhau. Trong số rất nhiều tác phẩm đó, một số vai diễn đã trở thành huyền thoại, tạo nên một chuẩn mực quá cao mà ít ai có thể sánh bằng. Hãy cùng Cbiz Phim điểm qua những vai diễn như thế nhé! Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng. Năm 1995, nhà đài TVB quyết định làm lại bộ phim kinh điển Thần Điêu Đại Hiệp và người được chọn cho vai diễn Tiểu Long Nữ là Lý Nhược Đồng. Thời điểm đó, cô chỉ là một người mẫu không tên tuổi, nhưng sau khi thay phục trang thử vai, cô đã thuyết phục được giám chế Lý Chiêm Thắng bởi vẻ đẹp và thần thái của mình. Sự kết hợp của Lý Nhược Đồng cùng Cổ Thiên Lạc đã mang lại sự thành công vang dội cho bộ phim. Khán giả bị hấp hồn bởi một nàng Tiểu Long Nữ đẹp dịu dàng đàm thắm nhưng vẫn đủ mạnh mẽ cương nghị. Màn ảnh Hoa ngữ có rất nhiều nữ diễn viên thủ vai Tiểu Long Nữ, nhưng Lý Nhược Đồng luôn là Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh và được coi là gần gũi nhất so với nguyên tác. Nhân vật Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thể hiện được sự thanh thoát phiêu diêu như tiên nữ. Mỗi khi cô cau mày và mỉm cười, ngay cả khi cô đứng đó lặng lẽ không nói, cô vẫn mang một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng đã trở thành tạo hình kinh điển nhất trong lòng người hâm mộ yêu thích phim kiếm hiệp Kim Dung, đồng thời giúp nữ diễn viên nổi tiếng khắp châu Á. Bạch Tố Trinh, Triệu Nhã Chi. Trong sự nghiệp của mình, Triệu Nhã Chi để lại nhiều vai diễn kinh điển, mà đến nay nhan sắc cũng như tài năng diễn xuất của cô đều là bức tường thành, rất khó để các thế hệ sau có thể vượt qua được. Một trong số đó phải kể đến vai Bạch Tố Trinh trong Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Theo thống kê, có tới 15 ngôi sao từng đóng Bạch Tố Trinh, nhưng vai diễn do Triệu Nhã Chi đóng chính vẫn là tác phẩm cổ trang kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Vai diễn Bạch Nương Tử của Triệu Nhã Chi được xem là phiên bản thành công nhất trong tất cả các nàng bạch xà từng xuất hiện trên màn ảnh Hoa ngữ, vì khí chất thanh lệ thoát tục của cô đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Vai diễn Bạch Tố Trinh cũng giúp Triệu Nhã Chi trở thành nữ thần trong lòng không ít chàng trai và giúp nữ diễn viên lên tới đỉnh cao trong sự nghiệp. Rất nhiều phiên bản sau này đều lấy hình mẫu Bạch Tố Trinh của Triệu Nhã Chi để làm chuẩn. Lâm Đại Ngọc, Trần Hiểu Húc. Lâm Đại Ngọc là nhân vật chính trong bộ phim Hồng Lâu Mộng ra mắt năm 1987, được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của nhà văn Tào Tuyết Cần. Trần Hiểu Húc như sinh ra để hóa thân thành Lâm Đại Ngọc. Hình ảnh nàng Lâm Đại Ngọc u sầu, tài hoa trong Hồng Lâu Mộng 1987 như được Donny đóng giày cho nữ diễn viên tài năng này. Mỗi cử chỉ, ánh mắt của Trần Hiểu Húc đều khiến khán giả cảm nhận được tâm hồn đa sầu đa cảm của nhân vật. Sự nghiệp của Trần Hiểu Húc không có nhiều tác phẩm, nhưng lại để lại một vai diễn kinh điển khó quên trong lòng khán giả. Màn ảnh Trung Quốc từng có 23 nàng Lâm Đại Ngọc ở nhiều thể loại nghệ thuật, nhưng nhắc đến nhân vật này người xem chỉ nhớ tới Trần Hiểu Húc. Rất nhiều khán giả đồng tình với lời nhận xét, sau Trần Hiểu Húc không còn Lâm Đại Ngọc nào khác, bởi không một ai có thể thể hiện vai này phù hợp hơn nữ diễn viên quá cố. Thế nhưng Hồng Nhan lại mệnh bạc, Trần Hiểu Húc phát hiện ung thư vú năm 41 tuổi. Song nữ diễn viên từ chối điều trị vì xạ trị, cô từ bỏ cuộc sống hồng trần, quyết định quy y cửa Phật, sau đó từ giã cõi đời trong an yên. Đát Kỷ, Ôn Bích Hà. Đát Kỷ là một người có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người và thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Trước đó, hình ảnh Đát Kỷ thường được đưa vào các bộ môn nghệ thuật múa rối hoặc sân khấu Trung Quốc. Nhưng sau này, khi nền điện ảnh phát triển, Đát Kỷ là một nhân vật được khai thác rất nhiều. Có rất nhiều mỹ nhân vào vai Đát Kỷ của màn ảnh Hoa ngữ nhưng không phải ai cũng tạo được dấu ấn. Có người được xem là kinh điển nhưng cũng có người bị chê là thảm họa. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp mặn mà, Ôn Bích Hà được giao vai Đát Kỷ trong Đát Kỷ Trụ Vương 2001. Với đôi mắt biết nói, bề ngoài gợi cảm cùng diễn xuất sinh động, Ôn Bích Hà đã hóa thân xuất sắc khi vào vai Đát Kỷ lẳng lơ, độc ác. Vai diễn Đát Kỷ của Ôn Bích Hà được xem là đẳng cấp không ai có thể vượt qua. Sau vai diễn này, tên tuổi của Ôn Bích Hà vụt sáng thành sao. Thậm chí, Ôn Bích Hà còn được mệnh danh là Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh. Sau thành công của bộ phim, nữ diễn viên cũng tham gia nhiều dự án phim và được công chúng khen ngợi về khả năng biến hóa trên màn ảnh. Chân Hoàn, Tôn Lệ. Vai diễn Chân Hoàn do Tôn Lệ thể hiện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, trở thành một trong những nhân vật truyền hình được yêu thích nhất. Từ một thiếu nữ lương thiện, hiền lành, Chân Hoàn bị cuốn vào vòng tranh đấu, phải học cách bảo vệ bản thân cũng như bày mưu tính kế từng bước trở thành người phụ nữ quyền lực nhất chốn hậu cung. Sự lột xác của nhân vật từ một cô gái ngây thơ đến một nữ cường nhân đã khiến khán giả không khỏi đồng cảm và ngưỡng mộ. Với diễn xuất chân thực và xúc động, Tôn Lệ đã thể hiện xuất sắc vai Chân Hoàn. Cô diễn giải từng giai đoạn của nhân vật một cách sống động thông qua lời thoại, ánh mắt và hành động. Từ sự thiếu hiểu biết trong những ngày đầu mới vào cung cho đến sự quyết liệt, quyết đoán ở những giai đoạn sau,
Tôn Lệ đã chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Tế Công, Du Bổn Xương. Trong suốt những năm đầu theo đuổi nghệ thuật, nam diễn viên Du Bổn Xương miệt mài tham gia đóng kịch và đóng phim. Ông từng tham gia 79 vai diễn nhỏ cho đến khi đảm nhận nhân vật Tế Công trong bộ phim cùng tên năm 1985. Bộ phim thứ 80 này cũng đánh dấu một bước chuyển mới trong sự nghiệp của Du Bổn Xương. Với lối diễn xuất hài hước, phóng khoáng, ông đã tạo nên một hình tượng Tế Công kinh điển, khó ai có thể vượt qua. Giải thưởng Kim Ưng cho nam chính xuất sắc nhất chính là minh chứng rõ ràng cho tài năng của ông và sự thành công của vai diễn này. Hình ảnh một nhà sư hài hước, phóng khoáng của Du Bổn Xương đã đi vào lòng khán giả và trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Sau này, hầu hết các diễn viên đàn em, đàn cháu khi tái hiện nhân vật Tế Công đều phải sao chép, mô phỏng theo hình ảnh Tế Công của ông. Dù thời gian có trôi qua, Tế Công của Du Bổn Xương vẫn luôn là phiên bản kinh điển nhất, khó ai có thể sánh bằng. Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng. Nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Trương Kim Lai đã trở thành một biểu tượng bất hủ của điện ảnh Hoa ngữ với vai diễn Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình kinh điển Tây Du Ký. Bắt đầu tham gia vào dự án Tây Du Ký từ năm 1982, Lục Tiểu Linh Đồng đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thiện vai diễn của mình. Với đôi mắt sáng quắc, ánh nhìn sắc bén, ông đã tạo nên một hình tượng Tôn Ngộ Không sống động, đầy khí chất. Để có được đôi mắt rực lửa đặc trưng của nhân vật, ông đã không ngần ngại nhìn thẳng vào mặt trời và luyện tập đánh bóng bàn hàng ngày, bất chấp việc bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Không chỉ vậy, để có những động tác uyển chuyển, linh hoạt như một con khỉ thật sự, Lục Tiểu Linh Đồng còn nuôi một chú khỉ để quan sát và học hỏi. Ông đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về loài khỉ, từ cách chúng di chuyển, biểu cảm đến tính cách. Với tài năng và sự nỗ lực không ngừng, Lục Tiểu Linh Đồng đã tạo nên một Tôn Ngộ Không kinh điển, được khán giả yêu thích khắp châu Á. Ông đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Ưng lần thứ 6. Lý Tầm Hoan, Tiêu Anh Tuấn. Nam diễn viên Tiêu Anh Tuấn từng được mệnh danh là đệ nhất Mỹ Nam cổ trang màn ảnh Hoa ngữ, với nhiều bộ phim nổi tiếng như Bao Thanh Thiên, Tiểu Lý Phi Đao, Bích Huyết Kiếm, Bảo Liên Đăng. Dù đóng vai chính diện hay phản diện, tạo hình cổ trang của nam diễn viên vẫn khiến khán giả say mê với vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Thậm chí, khi diễn vai hiệp khách, đa tình Lý Tầm Hoan trong bộ phim Tiểu Lý Phi Đao, khán giả đã bình luận, sau Tiêu Anh Tuấn, không ai có thể trở thành Lý Tầm Hoan xuất sắc như vậy. Tiểu Lý Phi Đao năm 1999 chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp đa tình kiếm khách, vô tình kiếm của cố nhà văn Cổ Long, do Viên Hoa Bình và Lỗ Hiểu Uy đạo diễn. Tính đến nay, Tiểu Lý Phi Đao đã có 6 phiên bản, nhưng chỉ có phiên bản của Tiêu Anh Tuấn là được người xem nhớ đến nhiều nhất. Nhưng khi nói về Lý Tầm Hoan, người ta sẽ nghĩ ngay tới Tiêu Anh Tuấn, cảm giác anh mang lại cho khán giả chính là một Lý Tầm Hoan như được bước ra từ trang sách. Lý Tiêu Dao, Hồ Ca. Hồ Ca đã thổi hồn vào nhân vật Lý Tiêu Dao, tạo nên một hình tượng chàng trai trẻ nghĩa hiệp, trọng tình nghĩa. Hồ Ca trong vai diễn Lý Tiêu Dao được nhiều người nhận xét rất hợp với nhân vật, diễn xuất của Hồ Ca trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp thật sự rất linh hoạt. Thêm vào đó, cảm giác thiếu niên cũng như hành động thoải mái của anh đã làm khán giả càng đắm chìm. Câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa Lý Tiêu Dao và Triệu Linh Nhi cũng khiến cho khán giả không khỏi xúc động và nhớ mãi. Sau khi xem xong bộ phim này, không ít khán giả đã bắt đầu yêu say đắm nam diễn viên Hồ Ca. Dù đã có nhiều phiên bản làm lại, nhưng Lý Tiêu Dao của Hồ Ca vẫn là một phiên bản kinh điển, khó có thể vượt qua. Tiểu Long Nữ, Lưu Diệc Phi. Trong vũ trụ Tiểu Long Nữ, mỗi phiên bản đều mang một nét đẹp riêng. Nếu Lý Nhược Đồng mang đến một Tiểu Long Nữ lạnh lùng, kinh điển thì Lưu Diệc Phi lại mang đến một Tiểu Long Nữ thần tiên, lộng lẫy. Trong Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 2006, Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn với vóc dáng mảnh mai và bộ trang phục trắng bồng bềnh, chẳng khác nào tiên nữ giáng trần. Kể từ đó đến tận bây giờ, nữ diễn viên vẫn được khán giả gọi bằng cái tên yêu mến thần tiên tỷ tỷ. Mọi cử chỉ hành động của cô đều toát ra nét thanh thuần thoát tục của một thiên tiên. Dù vẫn chưa thể sánh được với Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng, nhưng vai diễn Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi vẫn nhận được nhiều tán thưởng của khán giả. Nhuận Ngọc, La Vân Hy. Nhắc tới những vai diễn nổi bật trong sự nghiệp của La Vân Hy, chắc chắn không thể bỏ qua nhân vật dạ thần Nhuận Ngọc trong phim Hương Mật Tựa Khói Sương. Dù đây chỉ là vai nam phụ, còn là phản diện nhưng Nhuận Ngọc lại nhận được rất nhiều tình thương từ khán giả, thậm chí so với mức độ hút fan, Nhuận Ngọc còn nhỉnh hơn cả nam chính. Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương là một nhân vật đa diện và đầy phức tạp. Từ một vị thần cao quý, ôn nhu, anh ta dần bị số phận đẩy vào con đường hắc hóa. Sự chuyển biến tâm lý tinh tế của nhân vật được thể hiện xuất sắc qua diễn xuất của La Vân Hy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Vai diễn này không chỉ là một thành công của La Vân Hy mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của kịch bản và diễn xuất. Trương Khởi Linh, Tiêu Vũ Lương. Tính đến nay, series phim Đạo Mộ Bút Ký đã có hơn 9 diễn viên khác nhau vào vai Trương Khởi Linh. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến phim Trung Cực Bút Ký, Sa Hải do nam diễn viên Tiêu Vũ Lương thủ vai. Khác với những phiên bản trước, Trương Khởi Linh của Tiêu Vũ Lương mang đến một làn gió mới với hình ảnh lạnh lùng, bí ẩn nhưng không kém phần cuốn hút. Đặc biệt, những cảnh hành động của anh đã khiến khán giả phải trầm trồ. Tiêu Vũ Lương đã thể hiện một Trương Khởi Linh tuyệt vời đến mức người xem có thể dễ dàng nhận ra đâu là Trương Khởi Linh và đâu là bản thân Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương đã thể hiện Trương Khởi Linh một cách hoàn hảo. Tuy không nói lời nào nhưng thần sắc lại có thể dung hòa cùng bầu không khí xung quanh. Đâu là nhân vật để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!